Và kính thưa quý vị, sau vụ Hồng Kông thì Hoa Kỳ hiện nay có một cái số lượng rất là lớn, 150 dự luật để mà tổng tấn công chính quyền Trung Cộng. Theo tờ báo The South China Morning Post cho biết rằng sau cái dự luật về Hồng Kông thì vẫn còn hơn 150 dự luật đang chờ đặt lên bàn làm việc của Tổng thống Donald Trump. Và cái nào cũng đáng để mà chúng ta quan tâm như là Biển Đông, Đài Loan, nền an ninh mạng Chẳng hạn như đạo luật chính sách nhân quyền Duy Ngô Nhĩ đã được Thượng viện Hoa Kỳ thông qua vào tháng 9 là một trong nhiều dự luật nhắm vào chính quyền của Trung Cộng có thể sẽ hạ cắn tại bàn làm việc của ông Trump. Dự luật này đang đợi Hạ viện Hoa Kỳ thông qua và thưa quý vị những dự luật nói trên hoặc để nhắm thẳng vào trung cộng ví dụ như là đạo luật kiểm soát chuyển giao công nghệ Trung Quốc hoặc là chứa những cái điều khoản liên quan tới chính quyền của trung cộng như là đạo luật ủy quyền quốc phòng quốc gia mà phải được thông qua hàng năm trong số những cái chủ đề nổi bật của các dự luật này có một cái dự luật về an ninh mạng à, buôn bán chất ma túy fentanyl các hoạt động gây ảnh hưởng chính trị thương mại và đầu tư biển đông và đài loan vào ngày 20 tháng 11 vừa qua, thì Hạ viện của Hoa Kỳ đã bỏ phiếu thông qua đạo luật nhân quyền và dân chủ cho Hồng Kông với cái số phiếu đồng thuận gần như là tuyệt đối. Trước đó một ngày thì Thượng viện Hoa Kỳ cũng đã bỏ phiếu thông qua dự luật này. Đây là một cái động thái đã gây ra những cái sự phản ứng mạnh mẽ và cảnh báo từ Bắc Kinh. Giờ đây dự luật này đang trong cái trạng thái chờ để được Tổng thống Hoa Kỳ ông Donald Trump ký phê duyệt. Tổng thống Trump sẽ có 10 ngày để ra quyết định ký hay là bác bỏ và nếu à, những cái đạo luật này được ký thành dự luật có thể sẽ mở đường cho sự việc trừng phạt ngành ngoại giao và kinh tế đối với đặc khu hành chính Hồng Kông. Một nguồn tin ẩn danh cho Reuters biết rằng tổng thống Trump rất có thể sẽ ký hai dự luật đã được thông qua ở quốc hội có liên quan đến vấn đề Hồng Kông. Toa bà đốc hiện nay từ chối tất cả những bình luận về cái dự định của tổng thống về hai dự luật nói trên. Thượng viện do Đảng Cộng hòa kiểm soát và Hạ viện do Đảng Dân chủ kiểm soát mà hầu như không có một sự phản đối nào. Chỉ cần đa số là 2/3 ủng hộ ở ở cả hai viện Thượng viện và Hạ viện thì quyết định phủ quyết của Tổng thống Trump sẽ bị vô hiệu quả và hai dự luật vẫn sẽ trở thành luật. Trong một lời tuyên bố, thì Bộ Ngoại giao của Trung Cộng cho biết rằng Thứ trưởng Ngoại giao Mã Triệu Húc đã triệu tập nhà ngoại giao William Klein, đại diện tại Tòa Đại sứ Hoa Kỳ ở bên Trung Cộng, Trung Cộng sẽ áp dụng các biện pháp phản đối mạnh mẽ và Hoa Kỳ sẽ phải gánh chịu tất cả mọi hậu quả. Đây là lời tuyên bố được viết trên. Đây là một lần thứ hai mà chính quyền Trung Cộng đã triệu tập một nhà ngoại ra Hoa Kỳ kể từ khi các cuộc biểu tình chống chính phủ ở Hồng Kông bắt đầu cách đây 5 tháng. Dự thảo bộ luật nhân quyền và dân chủ cho Hồng Kông vốn có khả năng đe dọa đáng kể quan hệ kinh tế, thương mại giữa Hoa Kỳ và Hồng Kông một số dự luật có thể sẽ làm gián đoạn nền thương mại và đầu tư quốc tế. Ví dụ như là đạo luật kiểm soát chuyển giao công nghệ Trung Quốc sẽ yêu cầu ngoại trưởng và bộ trưởng thương mại Hoa Kỳ phải lập một danh sách các công nghệ liên quan đến lợi ích quốc gia mà có thể sẽ không bán hay là chuyển giao cho chính quyền Trung cộng. Dự luật này cũng sẽ áp 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 đặt một cái biện pháp trừng phạt lên bất cứ ai bị phát hiện cái sự vi phạm lệnh cấm nói trên. Tuy nhiên, thì ông Arthur Crozier là một người đứng đầu bộ phận nghiên cứu của công ty dịch vụ tài chính um, a Dragon Normalist tại Hồng Kông đã nhận định sự việc thông qua dự luật nhân quyền và dân chủ của Hồng Kông không nên được xem là một người thay đổi cuộc chơi để mà ngụ ý rằng các dự luật khác về trung cộng sẽ dễ dàng thông qua. Lý do mà dự luật này được Thượng viện Hoa Kỳ thông qua đó là vì đây là một dự luật rất dễ xem xét. Dự luật yêu cầu chính phủ Hoa Kỳ xem xét tình trạng tự trị của Hồng Kông vốn ít phức tạp hơn một số dự luật chẳng hạn như là về vốn và đầu tư. À, ông Klobber cũng đã nhận định khi mà Hoa Kỳ bước vào năm bầu cử tổng thống 2020 sẽ càng khó khăn hơn để các nhà lập pháp Hoa Kỳ tổ chức thông qua những dự luật đang chờ được xử lý.